Đây, cái chỗ này đố mọi người chứ đây là gì? Mới đầu thoạt nhìn nãy mình nhìn á, mình cứ tưởng là chỗ để đậy sắt rồi hay là xi măng đồ gì nữa, hay không phải đâu. À dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì sau hơn một tuần quay lại thì cây cầu ở ấp Xóm Thang cũng đã hoàn thành rồi mọi người ơi. Thì đội thi công cầu cũng đã di chuyển qua cây cầu kế tiếp nha, cũng cách đây cũng không quá xa. À, như mọi người cũng đã thấy thì cây cầu cũng đã hoàn thành 99% rồi nha. Thì chỉ còn phần sơn nữa thôi. Thì cái phần sơn đó là khi nào mà thầy khánh thành đó mọi người thì thầy mới cho sơn và khánh thành. Còn cái phần mà đất ở bên đây mọi người, những cái phần mà hai cái phần đất ở bên đây là thì do phần ủy ban sẽ đảm nhiệm. Thì lúc đó cu bê vô thì để múc đất vô những cái hai bên lề hai cầu hai bên này. À dạ, bây giờ em sẽ di chuyển sang chỗ khu vực mà anh Tặng đang thi công bên kia nha mọi người. Thì mời mọi người cùng theo em xem cái đội thi công của anh Tặng đã làm cái cầu đó đến đâu rồi nha. Bây giờ em sẽ di chuyển qua cây cầu Năm Phụng. Chắc là đây là tên của nhà từ thiện cũ xây cây cầu này mọi người. Thì ngày xưa mà được những cái cây cầu sắt đi về là đã quý lắm rồi. Sau này mới có cái cây cầu lớn mà thầy cũng vận động mình thường quân làm cầu lớn 3,5 m. Cái ngày xưa có những cái cầu sắt đi vậy là quý lắm rồi mọi người. Ở đây còn đường đất luôn á mọi người, di chuyển cũng khá là khó khăn. Này gọi là mấy bữa mà trời khô ráo thì còn đi được, mấy bữa trời mưa chắc là khô rồi. Em vừa di chuyển từ bên cây cầu cũ sang cây cầu mới này, cách nhau khoảng 100 m thôi nha mọi người. Thì đã làm tiếp một cây cầu mới rồi, thì cây cầu này đã lên được hai bên trụ hai bên rồi. Đó, thì cái tiến độ rất là nhanh luôn. Thì bây giờ em sẽ chạy dông tới cái đường cầu đằng kia để qua xe coi cái đội cầu thi công tới đâu rồi nha mọi người. À, như em cũng đã từng chia sẻ đó mọi người, ở quê em thì sông ngòi kênh rạch rất là nhiều. Giống như nãy mọi người cũng có thể thấy là hai cây cầu nó cách nhau chỉ 100 m thôi. À, mọi người thấy và gọi là hai còn một con sông thì nó có bờ đông bờ tây hoặc là bờ bắc bờ nam nữa, thì là cứ bên nào cũng làm một cây cầu vậy thì số lượng cầu làm rất là lớn. Nên là quê em nhờ có thầy đi vận động ở khắp nơi về mà cũng mới được là giao thông thông suốt á. Chứ ngày xưa là toàn là đi xuồng ghe không à. Khoảng 5-10 năm trở lại đây thì giao thông đường bộ nó mới được thông suốt, là nhờ một phần rất lớn là từ thầy. Rồi do chính quyền đảng nhà nước rồi cũng đầu tư xây dựng đó mọi người. Chứ ngày xưa là toàn đi xuồng thôi. Đó, bây giờ qua cái cầu này thì cũng có làm thầy cầu. Cầu vừa qua là cũng có thầy làm luôn mọi người. Là cái cầu mà thầy làm là sẽ sơn màu vàng, nó hơi nhạt nhạt vàng vàng vậy đó. Đó là đi là mấy cái cầu ở huyện em là mọi người để ý mà nó có cái màu đó là của thầy vận động mạnh thường quân về làm á, kết hợp với chính quyền để làm đó mọi người. À dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi đội anh Tặng làm xong cái cầu cũ bên kia thì đã qua cây cầu mới. Thì qua cây cầu mới này thì cũng đã làm xong hai phần trụ giữa xong rồi, hai phần móng hai bên cầu hay mọi người. Hiện tại thì đang làm cái phần tán đường trên của cầu. Hôm ngày mình qua đây được mấy ngày hả anh Đạt? 5 ngày rồi. 5 ngày hả? Ừ. 5 ngày mà làm được nhiêu đấy hả? Ừ. À, chắc là với cái tiến độ này thì cũng trong vòng 3 tới 5 ngày nữa thì mình cũng nghĩ là sẽ đổ đạt thôi mọi người ơi, rất là nhanh luôn. Đẹp. Ủa, mình làm vậy là cái xi măng với sắt rồi người ta chở vô tới chỗ cho mình đúng không anh? Cũng thầy vận chuyển vô luôn. Dạ. Cái đó thầy chắc lấy của mấy cái đầu mối ở thành phố ở đâu ta? Ở thành phố. Thành phố hả? Chắc là lấy trên đó kiểu như từ công ty nhà nó có giá hết đi rẻ. Cho giá cá cầu lên ha. Yeah. Lấy ở trên thành phố không mà trên công ty nó cho nó rẻ. Dạ. Vậy là cái việc mà vận chuyển xi măng rồi là mình cũng đâu phải nhúng tay với người ta giao tới chỗ luôn hả anh? Người ta giao tới chỗ hết. Ủa như mấy cái chỗ như này như em thấy đường đi đồ khó khăn lắm, nó giao cách nào ta, đi xuồng hay là đi sao chạy? Ba gác. Ba gác vô hả? Kiểu như công ty nó chở về tới tới Tân Thạnh mình ví dụ vậy thì nó mướn rồi ba gác mình, được ba gác mình chuyển vô. Dạ. Nếu mà nay tới bước này rồi còn khoảng mấy ngày nữa sẽ đổ đã anh? Chắc cũng 10 bữa nữa. 10 bữa nữa. Cái cầu này chắc làm cũng cũng đỡ cái phần dàn giáo gần này kia rồi cây cối rồi chuyển qua cũng nhẹ ha. Ừ. Sát bên, không phải di chuyển xa. Thường thường thì đầu tiên thì nó tốn cái thời gian chuyển độ mà nhờ cái cầu dạ. này cũng gần. Dạ. Vô lấy từ 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 từ. Kiểu như cái bên kia cái nào làm xong cứ chuyển qua đây từ 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 cũng khỏe. Ừ. Hổm rày chắc làm nó mát hơn đợt hôm đó hả anh? Hả? Hổm rày chắc làm mát hơn đợt hôm đó hả? thì có mưa lây gai. Sao? Mấy cái bè này hả gì? Quất hết đi. À, ở dưới quê em thì nay bắt đầu vô mùa mưa rồi mọi người, thì mưa cũng lây rai thì mấy anh nói chung là ví dụ như bữa tối hôm trước á, mưa thì sáng hôm sau cũng có mây mù đến đâu khoảng 8 đến 9 giờ thì nó thời tiết nó cũng mát.
ở thành phố thì mọi người đi hay đi tập gym thôi, về rồi cho theo đội anh tặng là vẽ sắt về thời gian là nó nói chuột lên cuồn cuộn khỏi cần tập gym vậy đó. Đấy, người thấy không, anh vẽ vẽ không nổi luôn. Bữa em đi Khánh Thành chỗ quỹ ban, cái cầu mà chỗ ngoài quỹ ban đi vô á, chỗ Bùi Mới đi vô á, ở đó cũng anh làm luôn á. Mấy ông quỹ ban hỏi cái cầu gần đó cũng có làm á, hỏi làm lại đội làm cầu của thầy Lễ Tấn không, mấy ông kia hổ lắc đầu đội đi làm lẹ quá. Bên đây bên đó Khánh Thành rồi, cầu kia chưa thấy nhúc nhích gì, nay xuống đây sắp 2 cây và trển cũng chưa thấy gì xong gì luôn mà thấy nó lớn hơn mấy cầu này cũng đâu bao nhiêu đâu, tức là làm kiểu tư nhân từ 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 hay sao chứ thấy nó đâu lớn hơn bao nhiêu đâu. Đó vậy đó, không biết là mọi người có thấy không, phía xa xa đó mọi người, chỗ cái nhà yến đó đó thì là cái cầu bữa hôm bữa em quay thì tới cái cầu này là cách đây cũng khoảng hơn 100 mét đó mọi người, nói chung là không có xa lắm đúng không. Di chuyển vật liệu với cái, mấy cái dán này kia đồ rất là tiện. Và cái số lượng cầu như em nói mọi người đó, ở miền Tây đó, chút xíu có cây cầu, chút xíu có cầu, khủng khiếp lắm. Dạ mọi người ơi, thì sau khi khoảng vài tiếng đồng hồ thì đã xong cái phần bên đây rồi. Thì giờ anh tặng qua bên kia đã làm cái phần tán đường trên rồi. Đó thì bên đây thì mọi người có thể thấy phía trong đó ha. Thì bắt dĩ rồi đóng dán này kia để chuẩn bị cho cái này chắc ngày mai đổ ha anh. Chiều nay đổ luôn hả? Ừ. Lẽ dữ tại. Mấy anh mấy chú rồi làm từ thiện được chứ làm nhà nước người ta không cho đâu, chứ làm tư nhân người ta không cho đâu. Làm tư nhân thì đâu có tiền bạc gì đâu, cứ làm lẹ quá mà. Giờ qua bên kia xong là phải đi qua mấy cái thành này nè. Trước khi có cầu, trước khi cầu anh tặng làm xong. Dạ. Không có anh tặng là mấy chỗ này sao có cầu được. Bữa xuồng quá. Trước giờ ở đây thì hai bên cái đường này thì nó cũng có cầu mọi người, mà kiểu mấy cái cầu nhỏ nhỏ chừng 1.5 m, 1.2 m để đủ chạy một chiếc xe máy thôi. Còn sau khi mà anh tặng hoàn thành cái cầu này rồi thì mới mốt là gọi là ba gác rồi chở mít, chở vật liệu xây dựng đồ ngon lành luôn, qua được hết. Xe cứu thương cấp cứu 16 chỗ rồi 7 chỗ gì vô tư. Còn mấy cái bữa mà đổ tán đường đồ hay là đổ trụ đồ lên kiểu dân người ta cũng đâu có phụ ha anh Tặc? Không, đổ mấy cái này dân không phụ, có đổ ta đổ đà đồ á. Dạ. Đổ đà với đổ sàn. Đây là cái chỗ mà tập kết vật liệu như mọi người, thì xi măng nè, cát đá thì xa xa đằng kia. Đó. Thì đằng này là những cái phần thanh sắt để bắt giàn giáo hay là để đi lên gì đó đó. Còn cái đây là cây, là dán. Thì vận chuyển thì tùy mỗi cái cầu vị trí nào, nếu xa thì sẽ vận chuyển xuồng tới, còn gần thì giống như từ cầu kia đến đây thì cũng vận chuyển xuồng luôn mà khỏe hơn thôi. Xong cây này có lịch cây mới chưa anh? Vậy lò đường. Lò đường hả? Ấp lò đường. Của xã này luôn đúng không? Cũng xã Tân Bình này luôn. Nghe anh Phố nói Tân Bình này chịu làm cầu lắm, cái điều làm chịu quá. Chịu đi làm, dễ sợ. Mọi người có thể thấy là cái trụ cầu rất là đẹp ha. Nói chung là lên anh Tặng anh làm lâu năm đó mà, nên là ngoài cái chắc chắn thì thẩm mỹ rất cao luôn. Nhìn nó đâu có thua gì mấy cái cầu mà gọi là siêu lớn siêu bự đâu. Ủa cái cầu cũ này là cái cầu sắt hay gì á anh? Cái cầu cũ này cầu sắt hả? Cầu sắt. Rồi cái cầu sắt đó có tận dụng đem đi đâu không hay là sao rồi ta? Cái dĩ cầu đem đi bắt chỗ khác rồi. Dạ hả? Dạ. Kiểu như bắt ở mấy con đường nhỏ nhỏ rồi hơn nữa ha. Cái đó kiểu như đưa về ấp rồi chỗ nào cần á, người ta xóc cây đồ cái ấy lên xài tạm đó cũng vậy. Mấy cây gió để làm trụ đúng không? Kiểu vậy. Mấy cái đường đó là để cho xe ta rồi chạy thôi. Dạ. Không có xe lớn. Lên chút nữa. Đây, cái chỗ này đố mọi người chứ đây là cái gì? Mới đầu thoạt nhìn nãy mình nhìn á, mình cứ tưởng là chỗ để đậy sắt rồi hay là xi măng đồ gì nữa hay không? Không phải đâu. chỗ mấy anh nghỉ trưa á mọi người. Đó. Kiểu như là trưa nắng quá thì mấy cái bóng cây này nó cũng lọt nắng xuống á, thì làm gì để trưa vô nằm nghỉ ngơi rồi cũng ngon luôn, chứ nó đỡ nắng á. Mưa rồi cũng trú được. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì clip hôm nay em cũng đã cập nhật đến quý cô chú anh chị tiến độ xây cầu ở ấp Xóm Thang của đội xây cầu anh Tặng ha. Thì đây là cây cầu thứ hai ở ấp Xóm Thang em quay. Thì cây đầu cầu đầu tiên á, như đầu clip thì em cũng gửi đến mọi người á, thì nó cũng đã hoàn thành rồi, nó chỉ còn cái bước là
sơn lại để khánh thành, và hai cái phần bên mà móng cầu hai bên á, thì cái phần đó là của phần ấp, người ta sẽ điều cua be vào múc bỏ đất vào. Thì cây cầu này là cây cầu thứ hai, thì cây cầu thứ hai này ở ấp Xóm Than này thì cũng đã hoàn thành đến cái bước là hôm nay, tính đến thời điểm em quay hôm nay đó là nó hoàn thành cái bước đổ tán đường trên nha. Tán đường thì nó gồm trên và dưới, thì tán đường ở dưới xong rồi thì đổ xong mấy cái trụ và lên cái tán đường trên, thì chiều nay sẽ hoàn thành cái bước là đổ tán đường. Thì clip em đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thì nếu có thể thì kính nhờ quý cô chú anh chị giúp em một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ clip này đến đông đảo người xem khác, để từ đó là thầy em được nhiều mạnh thường quân biết đến hơn. Thì từ đó là cũng có nhiều mạnh thường quân mà giúp đỡ thầy, để thầy có chi phí xây dựng những cái cây cầu mới cho nhân dân được đi, được hưởng lợi từ cái cây cầu. Rồi những em, những cháu nhỏ mà đi học sẽ được thuận tiện, dễ dàng. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị, và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip sau ạ. Lý do nào mà anh làm lâu rồi mà anh không lên thợ với anh Đạt? Hết, anh thợ hết rồi, đâu còn cô Y đâu, ai trong hồ mình làm. Vui thì trong hồ ngon lắm, rồi buồn cái là nhau nhẹ. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay em đến thăm đội 1, đội xây cầu của anh Đỉnh đó mọi người. Thì hôm nay là